trận đài gần 55 kg đầu tiên. Võ sĩ mời gót đài màu đỏ Nguyễn Văn Minh đến từ câu lạc bộ. Và đập tay, tap out, tap out rồi thưa quý vị. Nguyễn Thành Luân đã tap out. Và chúng ta sẽ có kết quả của trận đấu. Ở hiệp thi đấu đầu tiên dùng loại tranh đai MMA hạng cân 55kg, phần thắng nghiêng về vận động viên ngồi góc đài màu xanh Dương Nhĩ Tiên. Rất hân hạnh được mời ông Mai Thanh Ba sẽ lên trao hai chiếc huy chương cho cả hai võ sĩ kỷ niệm trong trận đấu. Cảm ơn ông Mai Thanh Ba, cảm ơn cả hai võ sĩ đã cống hiến một trận đấu. Xin chân thành cảm ơn, xin chân thành cảm ơn. Và như vậy chúng ta đã tìm được ứng cử đầu tiên cho chiếc đai
vô địch thể thức MMA ở hạng cân 55kg. Và bây giờ hãy đến với trận đấu tiếp theo. Vận động viên đến từ góc đài màu đỏ thuộc đơn vị Hà Nội, xin dành một tràng pháo tay cho Nguyễn Phú Quý. Đài xanh đến từ câu lạc bộ MMA Black Mamba, xin dành một tràng pháo tay cho võ sĩ Hà Long Sơn. Và chúng ta sẽ đến với trận đấu vòng loại thứ hai ở hạng cân 55kg thể thức MMA. Xin nhắc lại, ở góc đài màu đỏ, Nguyễn Phú Quý đến từ Hà Nội và đối thủ của anh Hà Long Sơn đến từ Black Mamba MMA. Nhắc lại, đây là trận đấu vòng loại MMA thứ hai để chọn võ sĩ tiến vào trận tranh đai vô địch. Một. Và trận đấu bắt đầu. Phú Quý và Long Sơn. Rồi một đòn check kick từ Hà Long Sơn. Đòn tay rất tốt của Hà Long Sơn. Phú Quý tìm cách đưa đối thủ xuống sàn. Clinch và gói rất tốt của Hà Long Sơn. Double leg từ Nguyễn Phú Quý. Và đây là guillotine choke. Guillotine choke chưa thành công và bây giờ là kiểm soát đến từ Phú Quý. Anh đang ở vị trí side control. Anh đang kiểm soát một bên hông của Phú Quý. Và bây giờ là Neon Belly từ Phú Quý. Vâng, rất khỏe thưa quý vị. Một tràng pháo tay cho Long Sơn. Anh đã đứng dậy. Rất khỏe. Liên tục là những đòn gói uy lực vào mạng sườn của Phú Quý. Bây giờ thì Long Sơn đang làm chủ tình hình trên sàn đấu. Rất hay, Phú Quý rất hay. Và trận đấu đang trở về tư thế đứng. Trận đấu, những đòn tay của Phú Quý chưa thực sự nguy hiểm. Và body kick từ Long Sơn. Xin nhắc lại, đây là trận đấu diễn ra trong 3 phút. Vừa rồi là hai đòn tay rất tốt. Knock down cho Phú Quý. Đã có tình huống té ngã. Knock down và bây giờ là Brown and Pound. Brown and Pound, Brown and Pound. Phú Quý đang cố gắng tìm vị trí tốt hơn để Brown and Pound hiệu quả. Có lẽ là dướng dây đài. Hãy cùng chờ xem Long Sơn sẽ phá giải như thế nào. Phú Quý đang tìm cách tấn công đối thủ từ phía trên. Rất tốt, đầu đấm rất tốt từ Phú Quý. Những cú leg kick từ Phú Quý. Long Sơn đang chủ động phòng thủ. Đứng dậy rồi, đứng dậy rồi. Vừa rồi là một đòn gói tốt của Phú Quý. Liên tục ba đầu đấm trúng đích từ Long Sơn. Và bây giờ là guillotine từ Long Sơn. Có vẻ như chưa vào, đòn tấn công chưa vào. Quý Quý vẫn giữ được tay của Long Sơn. Rất tốt. Một đòn takedown của Phú Quý. Kết thúc hiệp đấu thứ nhất. Hết hiệp 1. Thứ nhất,
thì lợi thế đánh đứng ngay thuộc về Hà Long Sơn. Tuy nhiên người kiểm soát hiệu quả hơn trên mặt sàn lại là võ sĩ đến từ Hà Nội Vũ Quý. Và xin một tràng pháo tay cho hai võ sĩ ạ. Hiệp 2. Một cú leg kick hiệu quả của Long Sơn. Xin nhắc lại, đây là một trận đấu diễn ra trong 3 hiệp 3 phút. Đòn gối rất nặng của Long Sơn. Một đòn đá chưa chính xác của Phú Quý. Spinning backflip. Còn tay sau khá nặng của Long Sơn. Chiến thuật của Phú Quý hiện nay vẫn đang là đưa đối thủ xuống sàn. Với một kỹ năng của một võ sĩ Jiu-Jitsu, Phú Quý vẫn đang cố gắng đưa đối thủ của mình xuống sàn để thực hiện các đòn khóa xiết. Đòn Superman Bin từ Long Sơn. Head kick của Long Sơn. Oh, knockdown, có vẻ là trận đấu kết thúc. Rất tốt. Liệu trận đấu kết thúc hay không? Round and pound. Phú Quý vẫn đang phòng thủ. Đó là một cú knockdown bằng tay sâu của Hà Long Sơn. Triangle. Hà Long Sơn đã dính triangle của Phú Quý. Một đòn khóa tam giác triangle. Có vẻ Long Sơn vẫn còn chịu đựng được. Xin nhắc lại, đây là một đòn khóa triangle. Có lẽ là gần thoát. Hãy cùng chờ xem. Thoát rồi và bây giờ là tấn công từ Long Sơn. Phú Quý đang kiểm soát phần hông để hạn chế tấn công từ đối thủ. Trở lại vị trí tấn công. Liên tục những cú prime bao hiệu quả của Long Sơn. 10 giây cuối của trận đấu. Kết thúc hiệp đấu thứ hai. Trở lại với thi đấu thứ ba, chúng ta có thể nhìn thấy được những sát thương trên, có thể nhận rõ bằng mắt thường trên khuôn mặt của hai võ sĩ. Vâng, trở lại với thi đấu thứ ba giữa Phú Quý ở góc đài màu đỏ và Hà Long Sơn góc đài màu xanh. Hiệp ba bắt
đầu. Một đòn tay đầu chính xác của Hà Long Sơn. Đã có sự thấm mệt hiện ra trên đôi chân của Phú Quý. Có khá nhiều tình huống tấn công không chính xác của các hai võ sĩ. Superman Bình. Có vẻ cả hai đã thấm mệt. Vâng, chúng ta có thể thấy được dấu hiệu thể lực. Sự suy giảm thể lực đã thể hiện ở trên hai võ sĩ. Để xem ai sẽ là người trụ vững hơn. Chúng tôi luôn check kick từ cả hai võ sĩ. Lại là những đòn đấm từ Long Sơn. Lại là một cú móc trái chính xác. Đôi chân của cả hai võ sĩ đã khá nặng nề. Có vẻ Phú Quý đã khá thấm mệt. Liên tục là những tình huống tấn công một chiều từ phía Hà Long Sơn. Bây giờ là ép đài. Trận đấu đang đi về những giây cuối cùng. Rất tốt. Liên tục những cú đòn tấn công của Hà Long Sơn. Phú Quý gần như chỉ còn chống đỡ. Và bây giờ là Brown and Bow từ Hà Long Sơn. Phú Quý gần như kiệt sức. Những giây cuối cùng của trận đấu. Mười giây cuối cùng. Kết thúc trận đấu. Thưa quý vị và các bạn, người chiến thắng của trận đấu này cũng sẽ là đối thủ của Dĩ Tiến sẽ tranh chiếc đai MMA 55kg trong vòng chung kết. Và người chiến thắng là võ sĩ đến từ góc đài màu xanh, Hà Long Sơn. Xin được chúc mừng võ sĩ Hà Long Sơn đến từ câu lạc bộ MMA Black Mamba. Dạ, xin được phép mời anh Hà Ngọc Sơn tiến lên sàn đài để trao phần thưởng cho hai võ sĩ.
Thưa quý vị và các bạn, tạm gác lại những trận tranh tài MMA, bây giờ chúng ta sẽ trở lại với những trận đấu ở thể thức Muay Thái. Và bây giờ để mở màn sẽ là một trận Muay Thái bán chuyên nghiệp ở hạng cân 48kg. Xin được giới thiệu võ sĩ ở góc đài màu đỏ đến từ câu lạc bộ Sài Gòn Sport Club. Xin một tràng pháo tay cho Trần Minh Thái. Và đối thủ của anh sẽ là võ sĩ ở góc đài màu xanh, một võ sĩ đến từ câu lạc bộ Dragon Fight. Xin chào mừng Huỳnh Văn Cường. Xin nhắc lại, đây là một trận đấu hạng cân 48kg với thể thức quay bán chuyên. Trần Minh Thái đến từ Sài Gòn Sport Club ở góc đài màu đỏ và Huỳnh Văn Cường đến từ Dragon Fight ở góc đài màu xanh. Thưa quý vị, ở thể thức Muay Thái bán chuyên nghiệp, các võ sĩ sẽ thi đấu trong 3 hiệp và mỗi hiệp là 3 phút. Hiệp 1. Hiệp 1. Hai võ sĩ đã nhập cuộc rất nhanh ở hiệp thi đấu đầu tiên. Leg kick từ Minh Thái. Đá chân phải rất tốt của Minh Cường. Liên tục ai cũng đá chính xác của Minh Cường. Huỳnh Văn Cường vẫn đang kiểm soát trận đấu rất tốt. Vừa rồi là một đòn chân cao hiệu quả của Văn Cường. Gói rất tốt của Minh Thái. Liên tục những đòn áp sát đánh gối của Minh Thái đang tỏ ra hiệu quả. Trận đấu tiếp tục. Cú đạp chính xác của Minh Cường. Các hai võ sĩ đang rất dồi dào năng lượng. Võ sĩ đang chủ động tấn công nhiều hơn là Minh Thái. Hai võ sĩ vẫn đang ăn miếng trả miếng từng đòn. Vừa rồi một đòn đá cao rất đẹp mắt của Văn Tuấn. Văn Cường rất bình tĩnh. Lách kích từ Minh Thái. Trận đấu đầy năng lượng từ hai võ sĩ trẻ. Những đòn đá cao rất tốt của Văn Cường.
một đòn đấm uy lực của Minh Thái. Một lối đánh dũng mãnh của Minh Thái, anh liên tục đi vào. Cái chân phải khá bén của Văn Tuấn. Rút máu lửa từ cả hai võ sĩ. Hết hiệp 1. Vâng, chúng ta có thể thấy ngay từ hiệp đấu đầu tiên, hai võ sĩ chúng ta không hề thăm dò lẫn nhau mà họ đã đẩy nhịp độ trận đấu lên rất cao. Liên tục là những pha ăn miếng trả miếng. Và thông tin thêm đến quý vị, ở thể thức Muay Thái bán chuyên nghiệp, các võ sĩ sẽ không có mũ bảo hộ. Họ chỉ có bọc vỏ và bọc ống chân bằng vải. Vì vậy sức nặng của những đòn đánh là rất lớn. Hết giờ giải đấu. Xin nhắc lại, hết giờ nghỉ. Hiệp 2. Minh Thái ở góc đài màu đỏ và Văn Cường ở góc đài màu xanh. Rất uy lực. Cú đá chân phải của Minh Cường rất uy lực. Một pha gối bay không thành công. Linh lực tông của Minh Thái. Hiện tại người có cleaning tốt hơn vẫn là Minh Thái. Đầu tay sau khá nặng của Minh Thái. Cú đá cao rất tốt của Minh Thái. Rồi rất tốt của Minh Thái. Sức nóng đang diễn ra ngay cả ở góc chỉ đạo của hai võ sĩ. Lát kính uy lực của Văn Cường. Hiệp đấu này Văn Cường đang là người lấn lướt nhiều hơn. Đôi bay người Văn Cường. Rất tốt. Liên tục vào những cú phá đùi của Văn Cường. Đòn đấm khá nặng từ Minh liên Thái. Tục là những va tay sau rất chính xác của Minh Thái. Liên tục hai cú tay sau. Hãy cùng chờ xem Minh Thái có tận dụng được lợi thế này hay không. Lại tiếp tục một va tay sau nữa. Hãy cùng chờ xem Minh Thái sẽ có tận dụng được lợi thế này hay không. Sự nắm bạc đã hiện ra trên khuôn mặt của Văn Cường. Vẫn là cái chân trái của Văn Cường. Chúng
Chúng ta có thể thấy không khí của trận đấu đang rất nóng. Hết hiệp 2. Hết giờ nghỉ. Xin nhắc lại, hết giờ nghỉ. Đề nghị săn sóc viên rời khỏi sân đài. Hiệp 3 thi đấu cuối cùng. Rất đẹp mắt từ Văn Cường. Ở hiệp đấu cuối cùng, các hai võ sĩ đang rất chủ động tấn công. Những cú body kick từ các hai võ sĩ. Liên tục là những pha ăn, không hề có sự khoan nhượng ở hai võ sĩ trẻ này. Không hề nào núng, không hề thôi lui. Minh Thái đang ép đài. Một pha chắp trúng đích. Linh. Có thể nói những đòn thế Linh. Leg kick liên tục hai cú phá chân. Đầu đạp rất tốt. Lập tức Văn Cường trả lại một đá. Mình thấy vẫn đang là võ sĩ chủ động hơn. Một pha RV không thành công. Một nắm tay sâu phản chính xác của Minh Thái. Phải công nhận Minh Thái là người có những đòn đấm tay sau rất hiệu quả và nguy hiểm. Sự dồi dào thế lực từ cả hai võ sĩ trẻ. Kính thưa quý vị và các bạn, không khí tại No One World Club lúc này rất nóng. Liên tục những đòn tay chính xác của Minh Thái. Và hai võ sĩ trẻ liên tục tạo ra những sức nóng. Họ không hề cho trận đấu hạ nhiệt. Đầu tay rất tốt của Minh Thái. Bây giờ anh đang ép. Anh đang ép Văn Cường lui về phía góc đài. Liên tục là ép sân từ Minh Thái. Rõ ràng ở hiệp đấu này người chủ động là Minh Thái. Họ sẽ ở góc đài đỏ. Liên tục là những combo của Minh Thái. Vừa rồi cú đấm tay sau khá nặng. Bên cạnh những cú tay sau của Minh Thái thì tôi cũng phải rất là khâm phục sức chịu đòn của Văn Cường. Rất nhiều đòn đấm tay sau nhưng Văn Cường vẫn đứng vững. Kết thúc hiệp 3. Kết thúc trận đấu. Xin mời ông Lý Toàn, chúng ta sẽ di chuyển qua khu vực của ban tổ chức để trao phần thưởng cũng như là cúp cho cả hai vận động viên.
Và sau đây là kết quả của trận đấu. Kính thưa quý vị và các bạn, chiến thắng thuộc về võ sĩ ở góc đài màu đó, Tràng Minh Tây. Xin mời anh Lý Toàn sẽ lên trao cúp và huy chương cho cả hai võ sĩ. Anh Lý Toàn, nhà tài trợ Super Dragon. Chào chiếc cúp cũng như phần thưởng cho vận động viên giành chiến thắng ngày hôm nay. Xin cảm ơn anh Lý Toàn, xin cảm ơn cả hai võ sĩ đã cống hiến một trận đấu. Và xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ sẽ là trận tranh tài ở hạng cân 54kg. Xin mời võ sĩ ở góc đài màu đỏ đến từ câu lạc bộ TB Moi, Trần Nhật Khang. Và đối thủ của anh, võ sĩ góc đài màu xanh đến từ No One My Club, xin giới thiệu Ramachu. Hiệp 1. Xin nhắc lại, Trần Nhật Khang ở góc đài màu đỏ và Roma Trưng ở góc đài màu xanh. Một lối đánh dồi dào thể lực từ võ sĩ góc đài màu xanh. Của Roma Trưng. Cú leg kick khá nặng của Roma Trưng. Võ sĩ gốc đài xanh rất khỏe. Đấm khá uy lực của võ sĩ gốc đài xanh. Có vẻ Nhật Khang vẫn chưa được kết nối được đôi đánh của đối thủ. Một đòn quật ngã từ võ sĩ gốc đài xanh. Bọc chỗ của võ sĩ gốc đài đỏ đang bị tuột.
rất uy lực từ võ sĩ gốc Đài Xanh. Gói tôi Nhật Khang. Chúng ta rồi thấy võ sĩ gốc Đài Xanh có một lối đánh rất đầy thể lực và uy lực. Đòn leg kick của Nhật Khang. Một cú đá cao chính xác của Nhật Khang. Hết hiệp 1. Hết giờ nghỉ. Xin nhắc lại, hết giờ nghỉ, mời sân sút viên rời khỏi sân đài. Hiệp 2. Như vậy là trọng tài Đình Lân. Một cú sút chính xác của Nhật Khang. Ngay sau khi trọng tài Đình Lân cho bắt đầu hiệp 2, hai võ sĩ đã nhanh chóng nhập cuộc. Như đã nói, hiệp 1 rơi vào chân là một sở sĩ có lối đánh đầy sức mạnh. Một tình huống rất là tinh quái đến từ Nhật Khang, nhưng mà Ma Trưng đã linh hoạt và né tránh được. Có vẻ như công đại bộ sĩ có Đài Xanh luôn tìm cách quật ngã đối thủ. Còn bây giờ là những cú gối của Khang, liên tục là những đòn gối và body shot trao đổi cho nhau. Gối từ Nhật Khang. Có vẻ hiệp 2 Nhật Khang đã nhập cuộc tốt hơn. Những đòn vật của Rơ Ba Chân không còn bất ngờ như hiệp 1 nữa. Liên tục là những đòn gối của Nhật Khang. Pha nhập nội gối rất tốt của Nhật Khang. Và bây giờ người làm chủ thế trận là võ sĩ gốc Đài Đỏ. Những đòn gối của anh đang gây khó khăn do Rơ Ma Trưng. Vâng, có vẻ như sau hiệp thi đấu đầu tiên, Nhật Khang đã đọc được đối thủ của mình và anh đang hóa giải và kiểm soát đối thủ của anh rất tốt. Lại là chống vật và gối của Nhật Khang. Đồng tay và gối của Nhật Khang. Một combo rất đẹp mắt và hiệu quả đến từ Nhật Khang. Đòn đá cao không tốt của Nhật Khang. Leg kick của Nhật Khang. Những đòn đấm của Rơ Ba Chân đã không còn hiệu quả ở hiệp 1. Hết hiệp 2. Một hiệp đấu khá tốt của Nhật Khang.
hết giờ nghỉ. Xin nhắc lại, hết giờ nghỉ, đề nghị săn sóc viên rời khỏi sàn đài. Hiệp 3 và cũng là hiệp đấu cuối cùng. Những đòn đấm của Robert Trưng nó không còn khó chịu như ở hiệp đấu thứ nhất. Những cú đá body kick của Nhật Khang. Và bây giờ Nhật Khang là người chủ động. Một pha đẩy nhỏ chính xác của Nhật Khang. Robert Trưng luôn tìm cách để vật đối thủ xuống sàn. Lại những đòn gối của Nhật Khang. Robert Trưng liên tục thoái lui. Lại là những tình huống gối. Robert Trưng liên tục di chuyển thôi lùi những cái góc này. Những đòn đấm của anh đã không còn nặng như ở hiệp 1 nữa. Gói chính xác của Nhật Khang. Hiệp đấu rất hay của Nhật Khang, liên tục những tình huống ép sân và gối, lại là câu gối. Ve không hiệu quả của Robert Trưng. Sự phòng thủ vật rất tốt của Nhật Khang. Đây là Robert. Có vẻ là một setup Robert của Robert Trưng. Và rồi về chính xác như Nhật Khang vẫn đứng vững. Có vẻ như Rơ Ma Trưng đang cố gắng tìm kiếm cho mình một chiến thắng knockout. Những đòn gối rất tốt của Nhật Khang. Nhưng vì quá kết thúc trận đấu. Kết quả trận đấu của ba hiệp đấu, phần thắng nghiêng về vận động viên ngồi góc đài màu đỏ Trần Nhật Khang. Xin mời chị Lữ Thanh Vy, quán cà phê Lê Bát sẽ lên trao cúp và huy chương cho cả hai võ sĩ trong trận đấu này. Và chúng ta sẽ chụp một mô hình kỷ niệm.
Xin chân thành cảm ơn chị Lữ Thanh Phi, quán cà phê Le Bat, cũng là một trong những nhà đồng hành tài trợ tại giải đấu No One More Club Final. Xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ sẽ là trận tranh tài Muay Thái bán chuyên nghiệp ở hạng cân 60kg. Võ sĩ đến từ góc đài màu đỏ, Mùi Trọng Vân. Võ sĩ Mùi Trọng Vân đến từ Hà Nội. Và đối thủ của anh, võ sĩ ở góc đài xanh đến từ Lam Sơn, xin dành một tràng pháo tay cho Nguyễn Lê Trung Kiên. Đây là một trận đấu quay thái ở hạng cân dưới 60kg nam. Trọng Vinh ở góc đài đỏ và Trung Kiên ở góc đài xanh. Và trong tay đài Hoàng Thiện là người sẽ điều khiển trận đấu này. Hiệp 1. Lấy kiếm từ Lâm. Không hề thăm dò, ngay lập tức Trung Kiên đã tung hai cú lực đến đối thủ của mình. Một pha che chắn rất tốt từ Trung Kiên. Phòng ngủ rất chắc chắn của Trọng Vinh. Sự bình tĩnh của Trọng Vinh. Những pha đổi đòn rất đẹp mắt đến từ hai. Trọng tài Hoàng Thiện vừa điều chỉnh bọc vỏ cho võ sĩ Trọng Vinh. Leg kick uy lực của Trọng Vinh. Nắm chính xác của võ sĩ góc đài đỏ. Số 3 rất uy lực và bất ngờ. Hãy xem Trung Kiên sẽ hóa giải như thế nào. Cú đạp số 4 rất tốt của Trọng Vinh. Có vẻ bọc chỏ của góc đài đỏ đã bị tuột xuống. Yeah.
hết giờ nghỉ. Hiệp 2. Body shot rất tốt của Trọng Quỳnh. Có thể nói body shot của Trọng Quỳnh rất chính xác và uy lực. Từ Hà Nội vẫn đang có nhiều pha đo ra đầu chính xác hơn. Trọng tài Hoàng Thiện đã cho dừng trận đấu, tạm dừng trận đấu để bác sĩ kiểm tra và chăm sóc vết thương của Trọng Vinh. Giờ nghỉ. Xin nhắc lại hết giờ nghỉ. Hiệp 3 và cũng là hiệp đấu cuối cùng. Đã uy lực được ai một pha xoay lưng không tốt của Trung Kiên. Quay lưng lại là điều rất tối kỵ. Body shot rất đẹp mắt. Trận đấu khá máu lửa được ai võ sĩ. Let's
kích hiệu quả của Trung Kiên đã rơi ra. Cú tay trái chính xác của Trọng Vinh. Hiệp đấu và ba bao phiếu giám định gửi về phần thắng nghiêng về vận động viên ngồi góc đài màu đỏ Mùi Trọng Vinh. Xin mời hân hạnh giới thiệu ông Hoàng Ngọc Thắng, trưởng khoa y sinh Đại học Thể dục Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh sẽ lên chào cúp và huy chương cũng như những phần quà lưu niệm cho cả hai võ sĩ trong trận đấu này. Xin chân thành cảm ơn ông Hoàng Ngọc Thắng, cảm ơn cả hai vận động viên đã cống hiến một trận đấu rất đẹp mắt. Xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã ủng hộ cả hai võ sĩ. Và bây giờ sẽ là trận tranh tài ở hạng cân 60kg nam. Xin giới thiệu võ sĩ ở góc đài màu đỏ, võ sĩ đến từ No One Boy Club. Xin dành một tràng pháo tay cho Nguyễn Hoàng Trung. Đến từ góc đài màu xanh cũng là một võ sĩ đến từ No One Boy Club. Xin chào mừng Lam Mơn.
Và trọng tài Thanh Trường sẽ là người điều khiển trận đấu này. Hiệp 1. Một pha trượt chân của Hoàng Trung. Đội đòn đá của hai võ sĩ. Một đòn chân trước khá mạnh của Hoàng Trung. Combo khá nhanh của Minh Huy. Mạnh của Hoàng Trung. Overhand chính xác của Hoàng Trung. Body kick rất mạnh của Minh Huy. Và dưới góc đại xanh. Tay chính xác của Minh Hoàng Trung. Trận đấu khá tích cực. Hết giờ nghỉ. Xin nhắc lại, hết giờ nghỉ. Hiệp 2. Hiệp đấu khá chủ động của võ sĩ gốc đài đỏ. Cú tiếp đẹp mắt của Hoàng Trung. Phòng kick rất đẹp mắt. Vừa rồi là một đòn tay sau cực kỳ chính xác. Vừa rồi là một series đòn chính xác bằng tay của Hoàng Trung.
vẫn rất bình tĩnh và thận trọng. Đây là một hiệp đấu có chất lượng chuyên môn khá cao. Có vẻ liên tục là series combo đòn tay của Hoàng Trung. Có vẻ Minh Huy đang bất ổn với thể lực mình. Vâng, tôi cũng đồng ý với anh Tường. Có như dấu hiệu thể lực. Huy bắt đầu chậm lại. Vì bên kia Hoàng Trung rất tích cực. Đây là một hiệp đấu tốt của võ sĩ gốc Đài Đỏ. Leg kick. Liên đó là một cú tiếp. Hoàng Trung vẫn rất bình tĩnh và thận trọng. Chúng ta đã thấy cái chân trái của Hoàng Trung là rất khó chịu. Và đây vẫn bám sát chiến thuật, không hề nóng vội. Một pha setup rất đẹp mắt. Rất khó chịu được cái chân trái của Hoàng Trung. Knockdown. Hết. Vừa rồi là một pha knockdown, nhưng mà Hoàng Trung đã đứng dậy được. Một cú bóng trái canh thời điểm rất tốt của Minh Huy. Đòn gối rất nặng của Hoàng Trung. Sau pha nốc đào anh đang trở lại đầy mạnh mẽ. Mười giây cuối cùng. Một trận đấu rất cân bằng. Hết hiệp 2. Hết giờ nghỉ. Hiệp 3 và là hiệp cuối. Trở lại với Hoàng Trung ở góc đài đỏ và Minh Huy ở góc đài xanh. Cái chân trái vẫn đang là vũ khí nguy hiểm nhất của Hoàng Trung. Trận đấu có nhịp độ cân bằng. Cái tay trái của Minh Huy và cái chân trái của Hoàng Trung đều là những đòn đánh hay ở trong trận đấu này. Dấu hiệu thể lực đã xuất hiện ở trên cơ thể của cả hai võ sĩ. Hiệp đấu này cả hai đã có phần chậm hơn so với hai hiệp đấu trước. Cú tay sau của Hoàng Trung. Để xem ai sẽ là người tận dụng được cơ hội tốt hơn. Liên tục là những combo đòn tay và tiếp tục là một cú flying kick của Hoàng Trung. Rất cống hiến của võ sĩ gốc Đài màu đỏ. Cú giáp chính xác của Minh Huy. Lập tức Hoàng Trung trả lại hai cú body shot.
uy lực của Hoàng Trung. Vừa rồi là một pha đổi đòn. Hoàng Trung đang rất cố gắng. Mặc dù hơn đối thủ đến 8 tuổi nhưng có vẻ Hoàng Trung đang là người có thể lực tốt hơn trên sàn đấu. Và leg kick của Minh Huy. 10 giây cuối cùng. Minh Huy có vẻ rất mệt. Vâng, kết thúc trận đấu. Qua ba hiệp đấu, phần thắng nghiêng về vận động viên ngồi góc đài màu đỏ, Nguyễn Hoàng Trung. Xin mời anh Minh Tuấn, hàng xanh, sẽ lên chào cúp và huy chương cho cả hai võ sĩ tham gia thi đấu trong trận đấu này. Minh Tuấn hàng xanh là một trong những nhà cung cấp điện thoại di động, đặc biệt là những sản phẩm của Apple. Nếu quý vị muốn mua điện thoại hoặc iPad, những sản phẩm Apple, thì chúng ta đến với Minh Tuấn hàng xanh. Xin cảm ơn anh, cảm ơn hai võ sĩ đã cống hiến trong trận đấu này. Xin cảm ơn rất nhiều. Và bây giờ sẽ là trận tranh tài ở hạng cân 63.5 kg. Võ sĩ đến từ góc đài màu đỏ, xin giới thiệu võ sĩ Nguyễn Minh Vũ. Are you listening? Võ sĩ Nguyễn Minh Vũ đến từ No One Boy Club. Damn. Võ sĩ với góc đài màu xanh đến từ câu lạc bộ Lam Sơn, xin chào đón võ sĩ Võ Hoàng Vũ. Và trọng tài Văn Đông sẽ là người điều khiển trận đấu này. Xin nhắc lại, Minh Dũng ở góc đài đỏ và Quang Vũ ở góc đài xanh. Đây là một trận đấu có cách biệt đến tới 16 tuổi từ hai võ sĩ. Trận đấu khá đặc biệt. Hiệp 1. Liên tục là hai cú leg kick, hai cú head kick của góc đài đỏ. Sự càng lướt của Minh Vũ. Chúng ta có thể thấy được sức trẻ của Minh Vũ.
tốc độ của Minh Dũng. Vừa rồi cú lách kích của Quang Vũ. Tốc độ của Minh Dũng sẽ là một điều mà võ sĩ Quang Vũ cần phải lưu tâm và phá giải. Clean rất khỏe của Minh Vũ. Lách kích của Quang Vũ. Cú body kick uy lực của Quang Vũ. Đòn chỗ đẩy góc này đó. Bọc chỏ, trọng tài bọc chỏ. Bọc chỏ góc này đó. Bọc chỏ góc này đó. Còn gối đẩy của Quang Vũ. Những đòn đấm rất tốt của Quang Vũ. Sự cơ động của Minh Dũng. Bọc chỏ góc này đó. Bọc chỏ góc này đó. Body kick rất tốt của Quang Vũ. Hết hiệp 1. Hết giờ nghỉ. Hiệp 2. Đòn tay rất tốt của Minh Dũng. Leg kick của Quang Vũ. Sự cố gắng của võ sĩ gốc đài xanh. Chúng ta có thể thấy mí mắt của Quang Vũ đã có biểu hiện rách. Đòn tay rất nặng của Quang Vũ.
body kick của Minh Dũng. Một trận đấu đang diễn ra với nhịp độ khá cao, liên tục vào những pha giao đòn các hai võ sĩ. Mí mắt của Quang Vũ đó rách. Trận đấu sẽ được tạm dừng để nhân viên y tế chăm sóc cho Quang Vũ. Đấu tiếp tục, cú tay sau rất chính xác của Minh Dũng. Quang Vũ đang cố gắng ép tài để thực hiện những đòn chỏ rất tốt. Đã có sự khó chịu từ Minh Dũng. Quang Vũ đang thể hiện sự càng lướt của mình. Bọc chỏ góc này đỏ, bọc chỏ góc này đỏ. Vua bọc chỏ. Tay phải trọng tài. Vua. Tay phải. Bọc chỏ. Bọc chỏ. Bọc chỏ góc này đỏ. Bọc chỏ của góc này đỏ, cả hai tay. Hết giờ nghỉ. Xin nhắc lại, hết giờ nghỉ, đề nghị săn sóc viên rời khỏi sân đài. Hiệp 3 và là hiệp cuối cùng. Rất quyết liệt. Cú lết kính của Quang Vũ. Bọc chỏ góc này đỏ. Bọc chỏ. Body kick uy lực của Quang Vũ. Minh Dũng phải thôi lui. Dù bị thương và trên lệ tuổi tác, nhưng Quang Vũ không hề chung bước. Hiệp đấu này người chủ động đang là Quang Vũ. Anh liên tục tấn công bằng body kick và những cú đấm của mình. Body kick hiệu quả của góc này xanh. Quang Vũ đã cho thấy sự chắc chắn của mình. Chỏ lật không hiệu quả của Minh Dũng. Một pha chỏ lật có vẻ không gọn gàng cho lắm. Hiệp này người đi đấu tốt hơn đang là Quang Vũ. Bọc chỏ, bọc chỏ. Rất bền bỉ. Hiệp đấu này Quang Vũ rất bền bỉ. Dù đó đối thủ đến 16 tuổi. Bọc chỏ, bọc chỏ.
body kick chính xác từ Quang Vũ. Xin nhắc lại, đây là hiệp đấu của Quang Vũ. Quang Vũ càng đánh càng hay. Xin chào chàng pháo tay cổ vũ hai ca sĩ á. Chúng ta thấy đây sự bình tĩnh của Quang Vũ. Anh đang làm rất tốt. Liên tục vào những cú body kick của Quang Vũ. Quang Vũ càng đánh càng hay. Chúng ta thấy đây sự chắc chắn của võ sĩ gốc Đài Xanh. Trận đấu kết thúc. Kết quả của trận đấu, qua 3 hiệp đấu, phần thắng nghiêng về vận động viên ngồi góc đài màu xanh Võ Quang Vũ đến từ câu lạc bộ Lam Sơn. Xin trân trọng mời anh Quân Quy sẽ lên trao cúp cho người chiến thắng và huy chương cho vận động viên đã cố gắng trong trận đấu này. Và đặc biệt hơn nữa thì ngày hôm nay là cũng là ngày sinh nhật của anh Quân Quy. Yeah, cũng là một người bạn của Nhất. Và chúng ta sẽ hát chúc mừng sinh nhật của Quân Quy nha. 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật của Quân Quy nha. Rồi, xin mời các bạn chụp một tấm hình kỷ niệm. Chụp một tấm hình kỷ niệm. Rồi, Quân Quy ở giữa nào. Ok, trọng tài luôn. Rồi, xin chân thành cảm ơn Quân Quy, cảm ơn hai vận động viên đã cống hiến một trận đấu rất đẹp mắt. Và bây giờ sẽ là trận tranh tài ở hạng cân 65kg nam. Võ sĩ ở góc đài màu đỏ đến từ No One My Club xin được chào mừng Trần Trung Nghĩa. Và đối thủ của anh, võ sĩ đến từ góc đài màu xanh Club X-Men, xin một tràng pháo tay cho võ sĩ Lương Hoàng Huy. Và trọng tài Thanh Trường sẽ là người điều khiển trận đấu này. Trung Nghĩa ở góc đài đỏ và Hoàng Huy ở góc đài xanh. Một trận đấu ở hạng cân 65kg nào. Trận đấu với hai võ sĩ trẻ. Hiệp 1. Dấu hiệu thăm dò của cả hai bên. Một đòn tay trước chính xác của võ sĩ gốc Đài Xanh. Cú đập rất tốt của Trung Nghĩa. Leg kick. Một đòn đánh rất bình tĩnh đến từ Trung Nghĩa. Head kick.
một cú đá động tác giả rất hay. Tưởng chừng như Trung Nghĩa sẽ tung ra một pha leg kick, nhưng ai ngờ đâu anh ấy đã biến thành head kick. Một cú chỏ đập của Trung Nghĩa. Bọc chỏ góc đai đỏ. Một trận đấu với nhịp độ khá chậm rãi của cả hai võ sĩ. Leg kick của Trung Nghĩa. Rất khỏe. Trung Nghĩa đây có phần chủ động hơn trong trận hiệp đấu. Vòng gối rất đẹp của Hoàng Huy, nhưng ngay lập tức Trung Nghĩa đã quật ngã. Không khí bắt đầu nóng lên qua những pha giao đòn. Gối của Trung Nghĩa. Hết hiệp 1. Bình tĩnh. Hết giờ nghỉ. Hiệp 2. Những combo tay đã mở màn cho hiệp đấu thứ hai. Hoàng Huy đã có vẻ bắt nhịp tốt hơn. Đạp chính xác của Trung Nghĩa. Những đòn đạp rất kỹ thuật và chính xác của Trung Nghĩa. Leg kick của Hoàng Huy. Hiệp đấu này võ sĩ góc đài xanh đang là người chủ động tấn công nhiều hơn. Rất tốt. Leg kick rất tốt của Hoàng Huy. Cú ra đầu chắc chắn từ cả hai bên.
đẩy từ Hoàng Huy. Một pha chọn ngang rất chính xác. Ui. Rất tốt. Lát kích chính xác của Trọng Trung Nghĩa. Liên tục là hai pha chọ đẩy của võ sĩ gốc Lai Xanh. Kết thúc hiệp đấu thứ hai. Hiệp 3 và cũng là hiệp cuối cùng. Mở màn là một đòn gối của Trung Nghĩa. Trận đấu đã nóng lên. Liên tục là những pha đổi đầu của hai võ sĩ. Liên tục là những pha setup cho những đòn gói rất hiệu quả của Trung Nghĩa. Một cú tiếp kích chính xác của Nghĩa. Liên tục là set up gói của Trung Nghĩa. Không hề có sự khoan nhượng. Cả hai võ sĩ liên tục đáp trả nhau. Lát kích của Trung Nghĩa. Gói chọ rất đẹp mắt từ cả hai bên. Một hiệp đấu đầy cống hiến. Một pha sweet kick rất đẹp mắt của Trung Nghĩa. Đầu tay sau chính xác của Hoàng Huy. Đá cao của Trung Nghĩa. Uppercut của Trung Nghĩa. Rất tốt, cự ly rất tốt của Hoàng Huy. Hiệp đấu khá hấp dẫn. Siêu quyền khán giả cho một dạng pháo tay cổ vũ hai võ sĩ á. Lát kích của Hoàng Huy rất tốt, cú tay sâu của giống Lai Xanh. Vì đây là hiệp đấu cuối cùng nên hai võ sĩ cực kỳ cống hiến. Cú chọ đẩy chính xác của Trung Nghĩa. Những kết thúc hiệp đấu thứ ba.
kết quả của trận đấu. Qua 3 hiệp đấu, tổ trọng tài gửi điểm về và phần thắng nghiêng về vận động viên ngồi góc đài màu đỏ Trần Trung Nghĩa. Xin mời anh Hồ Sĩ, chủ nhiệm của siêu thị võ thuật, sẽ lên chào cúp và huy chương cho cả hai võ sĩ trong trận đấu này. Chân thành cảm ơn anh Hồ Sĩ, cảm ơn hai bạn vận động viên đã cống hiến trong trận đấu này. Và bây giờ sẽ là trận tranh tài ở hạng cân 67kg nam. And now, fighting out of the red corner, he from K1 Factory, please welcome Henry Thomas. Của anh võ sĩ ở góc đài màu xanh đến từ Sài Gòn Sport Club, xin chào mừng Trần Quốc Tuấn. Và trọng tài Đình Lân sẽ là người điều khiển trận đấu này. Xin nhắc lại, Henry Thomas ở góc đài đỏ và Quốc Tuấn ở góc đài xanh. Đây là một trận đấu hạng cân 67kg nam. Hiệp 1 bắt đầu. Leg kick của cả hai võ sĩ. Tiếp của Quốc Tuấn. Một trận đấu có diễn độ khá cao. Đòn chọ đẩy rất đẹp mắt của Quốc Tuấn. Hai kích của võ sĩ góc đài xanh. Hai võ sĩ nhập cuộc rất nhanh chóng và máu lửa. Leg kick của Quốc Tuấn và Thomas. Chúng ta thấy sự chắc chắn của Quốc Tuấn. Liên tục hai đòn đá đùi của võ sĩ góc đài xanh. Một pha ép góc của Quốc Tuấn, nhưng không, anh ấy đã thả cho Thomas trở ra. Ôi, cú hat trick chính xác của Quốc Tuấn. Ôi, rất tốt. Một cơn mưa leg kick. Nice. Very nice. Quốc Tuấn đang là người chủ động ép tài. Vừa rồi một cú chỏ đập. Một lối thi đấu rất lạnh lùng của Quốc Tuấn. Người đang chủ động đang là Quốc Tuấn. Cú tiếp kích của Quốc Tuấn. Trời ơi, bóng chỏ không đây. Bóng chỏ. Liên tục vào những gói chỏ của Tuấn. Bóng chỏ, trọng tài, bóng chỏ. Dứt. Bóng chỏ góc đây đó. Bóng tài, bóng chỏ. Bóng chỏ trọng tài ơi. Bọc chỏ trọng tài ơi.
cuộc body kick. Xin các trọng tài hãy lưu ý bọc chỏ của các họa sĩ. Lách kích mạnh Quốc Tuấn. Cảm thức Henry Rojas đáp trả bằng một đòn chỏ. Mạnh. Những đòn gói uy lực của Quốc Tuấn. Hiệu quả. Sĩ gốc đầy xanh. Liên tục là những cơn mưa đòn đến từ Tuấn. Cơ hội bị đấu thứ nhất. Chúng ta vừa chứng kiến một hiệp đất máu lửa. Hiệp 2. Body kick của Henry Thomas. Kết uy lực của Quốc Tuấn. Trận đấu có chuyên môn cực cao. Khá khó khăn cho Henry đang rất vất vả. Quá khó khăn cho Thomas. Vẫn là sự chắc chắn của võ sĩ gốc đài xanh. Liên tục chống đỡ từ Thomas. Xin chào hai võ sĩ, một tràng pháo tay. Một hiệp
đấu rất mãn nhãn, rất nhiều kỹ thuật. Hết giờ nghỉ. Không hề có sự khoan nhượng đến từ Quốc Tuấn. Lại là sự chắc chắn của võ sĩ gốc Đài Xanh. Lại là một đầu tiếp của Quốc Tuấn. Hai đòn gối đẹp mắt của Quốc Tuấn. Mắt thưa quý vị, xin quý vị cho một tràng pháo tay cho cả hai bác sĩ á. Kết thúc. Trận đấu kết thúc. Kết thúc. Một trận đấu rất máu và đẹp mắt. Xin hãy dành một tràng pháo tay đến cho cả võ sĩ ta. Sau 3 hiệp đấu, kết quả gửi về nghiêng về vận động viên ngồi góc đài màu xanh Trần Quốc Tuấn.
Xin mời anh Trương Minh Dũng, giám đốc Khaibo sẽ trao cúp và huy chương cho cả hai võ sĩ trong này. Xin được cảm ơn anh Dũng và hai võ sĩ. Và bây giờ sẽ là trận tranh tài ở hạng cân 73kg nam. Võ sĩ ở góc đài màu đỏ đến từ Dragonfly xin được chào đón Lương Văn Đơn. Và đối thủ của anh, võ sĩ ở góc đài màu xanh đến từ No One My Club, xin được chào mừng Lâm Đại Phát. Và trọng tài Quang Sĩ sẽ là người điều khiển trận đấu này. Liệu Đại Phán có câu trả lời cho sự càn quét của Văn Đến? Rất tốt, liên tục và combo đấm của Văn Đến. Đâm như búa bộ của sĩ gốc này đó.
hết hiệp 1. Hết giờ nghỉ. Của đại phái. Bọc chỏ xanh. Văn đến vẫn đang rất uy lực. Liên tục những combo của Văn đến. Hiệp 2. Hết giờ nghỉ. Hiệp 3. Đại phát vẫn chưa có câu trả lời. Đến.
đến. Đại Phát cần làm nhiều hơn nữa để có thể giành chiến thắng trong trận đấu này. Cú tay dước chính xác của Văn Đến. Cú chỏ xoay. Trận đấu kết thúc. Kết quả của trận đấu sau 3 hiệp đấu gửi về, phần thắng nghiêng về vận động viên ngồi góc đài màu đỏ Lương Văn Đến. Xin mời ông Phan Công Đáo đại diện Bariton lên trao phần quà cho cả hai võ sĩ trong trận đấu này. Phan Công Đáo và hai võ sĩ. Và bây giờ sẽ là trận tranh tài ở hạng cân 80kg nam. Trận bán chuyên nghiệp ở bộ môn Muay Thái cuối cùng của trong đêm ngày hôm nay. And now fighting out of the red corner, he from Saigon Sport Club, please welcome Armando De Rizanzo. Và đối thủ của anh, võ sĩ ở góc đài màu xanh đến từ No One My Club, xin được chào mừng Nguyễn Hữu Đơn. Và Nguyễn Hữu Đức đến từ No One My Club, trận đấu hạng cân nam dưới 80kg. Yeah.
Vincenzo gốc đài đỏ, Thủ Đức gốc đài xanh. Và trọng tài Hoài Phương sẽ là người điều khiển trận đấu này. Hiệp 1. Combo đòn rất đẹp đến từ Hữu Đức. Liên tục vào những cú đổi lét chích. Hiện tại có thể thấy tốc độ của Hữu Đức đang tốt. Amando, vâng, vừa rồi là một đòn đạp trúng mặt của Amando. Hãy xem Hữu Đức sẽ xử lý thế nào. Đó, chỏ của Amando. Một cú tay sau chính xác của Amando. Lét kích của Hữu Đức. Liên tục là những ngay lập tức Hữu Đức cũng đáp trả bằng liên tục bằng những đòn đá. Hiện tại Amando đang là người ép tài. Hai cú đấm chính xác của Amando, nhưng Hữu Đức đã che chắn rất tốt. Rất bình tĩnh từ Hữu Đức và liên tục combo trả đòn của võ sĩ gốc đài xanh. Hữu Đức rất bình tĩnh để che chắn và phản đòn. Anh không hề rồi Hữu Đức. Nghĩ. Hiệp 2. Lét kích và tiếp của cả hai. Chiếc ngã rất đẹp của Amando. Lét kích của Hữu Đức. Quét chân. Lét kích của Hữu Đức. Rất nhanh anh trả một đòn chỏ.
Có thể nói những đòn chỏ cho Muay Thái là những đòn thế rất nguy hiểm. Hồ Đức đang chủ động phá chân trái của Armando. Hãy cùng chờ xem game plan của Hồ Đức là gì. Liên tục là những cú đá nhắm vào cái chân trái của Armando. Có vẻ như hiệp 2 này chiến thuật của Hồ Đức là phá trụ đối thủ. Đầu của Armando. Cú body kick, cú bắt chân body kick hiệu quả của Armando. Một pha đạp trúng đích của Hồ Đức. Bắt lưới vậy. Rất bình tĩnh. Xin cho hai võ sĩ một tràng pháo tay ha. Những đòn đấm qua Armando. Liên tục là những cú phá trực lại. Hai vợ hết hiệp 2. Rất nhiều cú đá được tung ra. Armando. Let's get go. Hồ Đức đang quyết tâm lấy cái chân trái của Armando. Body shot. Tiếp kích rất tốt. Cực kỳ vũ khí. Hồ Đức cũng đang rất bình tĩnh. Một đòn gối đâm chính xác qua Armando. Liên tục là hai cú gỡ chỏ của Armando. Good, good, good.
đội góc đài đỏ. Bọc chỏ, bọc chỏ. Qua ba hiệp đấu, hai võ sĩ có điểm số 29-29, hai võ sĩ qua đi. Yeah. Xin mời thầy Minh Hoàng sẽ lên chào cúp cho cả hai võ sĩ. Xin mời thầy Minh Hoàng sẽ trao cúp cho cả hai võ sĩ. Ở sau đây thì chúng ta sẽ đến với trận tranh đai MMA hạng cân 50kg. Xin chân thành cảm ơn thầy Minh Hoàng, xin cảm ơn cả hai võ sĩ đã cống hiến một trận đấu rất đẹp mắt. Xin cảm ơn. Và bây giờ, ở trong trận đấu hạng cân 48kg nam giữa Trần Minh Thái của Sài Gòn Sports Club và Huỳnh Văn Cường The Run Gone Fire ở trận thứ 3 thì chúng ta có một số nhầm lẫn về phiếu chấm điểm nên trọng tài đã quyết định công bố phần thắng quà điểm cho cả hai vận động viên và sẽ có một trận tái đấu ở lần final tiếp theo giữa Trần Minh Thái và của Sài Gòn Sports Club và Huỳnh Văn Cường của The Run Gone Fire Club. Và chúng ta sẽ hẹn trận tái đấu tại lần final tiếp theo. Và bây giờ, ở trận tranh đai hạng cân 55kg MMA, vận động viên ngồi góc đài màu đỏ Dương Dĩ Tiên đến từ câu lạc bộ No One My Club. Vận động viên ngồi góc đài màu xanh Hà Long Sơn đến từ MMA Black Mamba. Xin mời trọng tài Văn Đồng thượng đài. Vì lý do sức khỏe cũng như bảo đảm an toàn cho võ sĩ thì võ sĩ Hà Long Sơn đã xin ngưng không thi đấu trận đấu này để bảo đảm phần chấn thương nên võ sĩ Hà Long Sơn xin bỏ cuộc và phần thắng nghiêng về võ sĩ Dương Dĩ Tiên ở trận trên đài 55kg
Xin mời ông Mai Thanh Ba sẽ lên chào chiếc đai vô địch hạng cân 55kg MMA cho Dương Duy Tiến và chiếc cúp danh dự cho võ sĩ Hà Long Sơn hạng nhì. Và sau đây chúng ta sẽ đến với trận thi đấu quyết định trong đêm nay ở hạng cân chuyên nghiệp 54kg trên chiếc đai chuyên nghiệp em Muay Thái 54kg. Xin chúc mừng võ sĩ Dương Duy Tiến đã giành chiếc đai vô địch hạng cân 55kg MMA No One Muay Club Final. Xin chúc mừng Hà Long Sơn đã về nhì với chiếc cúp hạng nhì trên đài hạng cân 55kg MMA No One Muay Club Final. Xin chân thành cảm ơn anh Mai Thanh Ba cùng với hai võ sĩ. Xin cảm ơn rất nhiều. Và sau đây, những gì mong chờ trong đêm này cuối cùng cũng đã đến. Hạng cân 54kg chuyên nghiệp bộ môn Muay Thái, võ sĩ đến từ gốc đài màu đỏ Lê Văn Hòa. Võ sĩ đến từ gốc đài màu xanh Lương Gia Bảo. Và trong tay đài điều khiển trận đấu này, ông Trần Hoài Phương. Xin nhắc lại, đây là trận tranh đai Muay Thái ở thể thức chuyên nghiệp hạng cân 54kg. Lẽ chính uy lực của Văn Hoàng. Rất máu lửa. Có vẻ như trận đấu đã kết thúc. No bao. Văn Hoàng đó là chiến thắng không nào của sĩ Dương Gia Bảo từ No One Way Club. Thi đấu thứ nhất và một đòn gối Lương Gia Bảo đã dùng vào của Lê Văn Hoàng và tổ y tế đã quyết định ngừng thi đấu. Xin mời Hà Ngọc Sơn
sẽ lên trao chiếc đai vô địch cũng như hạng nhì cho cả hai võ sĩ. Kết quả của trận đấu, kết quả của trận đấu ở hiệp thi đấu thứ nhất, 1 phút 15 giây, võ sĩ Lương Gia Bảo giành chiến thắng knock out, giành chiếc đai vô địch. Ông Hà Ngọc Sơn, chủ tịch công ty Marathon Argentina sẽ trao nút đai vô địch cho và chụp một tấm hình lưu niệm cùng với tất cả mọi người. Xin mời quý vị khán giả, chúng ta sẽ di chuyển lên đây, ban tổ chức, để chụp một tấm hình lưu niệm cùng với tất cả. Xin mời. Chân thành cảm ơn ông Hà Ngọc Sơn. Xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã đến với ta ngày hôm nay. Hẹn lại quý vị khán giả trong giải đấu No One More Club Final lần tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn.